anh có xuống nhà em để xin quần áo đúng không? Là anh à? Vâng, đúng rồi. Thì quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói Lalin. Chắc là cũng lâu lắm rồi là chưa có gặp lại anh Chúa là trưởng thôn của thôn Thìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Hôm nay thì được sự giới thiệu của anh Chúa trưởng thôn là có dẫn chúng em đến thăm một cái hoàn cảnh theo như anh Chúa nói là cũng rất là khó khăn. Xin có thể nói sơ qua hoàn cảnh này không ạ? Cái nhà lở này thì là rất là khó khăn. Thì vợ thì bỏ đi, bây giờ thì một mình với lại hai đứa con còn nhỏ nên làm cũng không đủ ăn, với lại cũng không có phương tiện để đi làm lại, bởi vì là xe không có này, với lại ruộng thì ở xa thì rất là vất vả. Bây giờ mình đang thiếu ăn, lại nằm trong hộ nghèo nhất của thôn bây giờ hiện tại. Không đủ ăn luôn nhỉ anh? Không đủ ăn. Tức là không đủ cơm ăn. Không đủ cơm. Ba bố con cũng là bố đơn thân, bây giờ vợ bỏ đi. Nhà trên này anh? Nhà. Bây giờ mình cho các bác đi cùng lại chúng em ạ. Cái đoạn đường dưới này thì con đường rất là quen thuộc rồi. Với anh Lở này là cùng thôn với lại ông ăn sắn với lại bà cụ neo đơn cô bác ạ. Nhà của bà neo đơn thì ở phía bên kia, còn nhà của ông ăn sắn thì ở tít dưới này. Và anh này thì cũng là người dân tộc Da Đỏ và cùng với lại dân tộc em Cói. Có mỗi con ở nhà thế hả vậy? Không biết bố đi đâu rồi vậy? Đi bố đi. Hả? Mấy con gì hả? Không hiểu. Không có hỏi nào mà không biết bố đâu. Nhà hàng nay hiểu hả nấy? Tao vừa hiểu hả nấy? Hả? Ông Minh? Ông Minh nhà hàng? Bố đâu rồi? Cháu là không biết. Thì bạn này tên là mình đang ăn cơm. Cho kẹo nhớ to nha. Nào. Xin chú. Xin chú chưa? Ngoan quá. Bé này. Xin chú chưa? Chú đi nói à? Hai con chân ngoan nha. Ông ấy. Cái bạn này chắc chưa nói được. Hai em cầm nhá, tí chia nhau nhá. Hai cho em cầm rồi. Hai cầm vào trong nhà đi nhỉ. Cất vào kia đi, ăn cơm nốt đi. Siêu chân. Thì nấu cơm chưa? Chào nấu cơm chưa? Chào Hoàng nhá. Tao hiểu hồi nãy bùa à? Mi bùa hiểu hồi nãy? Hả? Ông Huy. Ông Huy chào Hoàng nhá. Ok, à Huy chưa nấu cơm. Em như đói lắm nhỉ. Đói. Tầm giờ này thì đói rồi, chỉ con ý. Đây là con của anh Lở. Vậy bình thường anh Lở này có chịu khó không anh? Chịu khó làm mà, nhưng mà vẫn
không làm được đủ ăn. Ừ. Đất đai không có, không làm đủ ăn. Có ruộng, có một hai mảnh ruộng nhỏ. Anh này có hay uống rượu không? Ừ. Ở nhà đi bấy chuột rừng các kiểu để bán để lấy tiền cho mấy đứa này đi học. Ừ. À, bấy chuột đấy à? Chuột bấy chim mang đi bán à? À, chuột rừng đấy. Con sâu chắc bốn con này chắc đủ bốn con rồi nè. Quả cà chứ? Không phải, con này nè, quả cà giống đấy, làm giống. Món thịt sấy. Chưa nào. Thế là hay bẫy chuột bẫy giết không thấy có gì ở bếp nhỉ? Cái bếp thì chắc ông bán đấy à? Cũng chẳng có gì đâu. Trong bán để mà lấy tiền cho con đi học thôi. Hai bạn này học lớp mấy rồi? Ông Huy? Ông Huy lớp 1. Ông Mạnh lớp mấy chứ? Ông Mạnh lớp 2 chứ? Ô nhưng mà sao vợ lại bỏ đi? Phải có lý do gì chứ? Không tự nhiên lại bỏ đi à? Vợ thì anh bắt cái gì nhỉ của nó nhỉ, anh vợ trốn lên đây, trốn lên xong là con hiện lên tóm, xong là ai vào trong cánh nhau. Vợ bỏ đi, vợ đánh cho thế là không dám đi gọi nữa. Bố vợ đánh á? Bố vợ tắt cho mấy phát. Sang tức là sang bên đấy gọi vợ, thế là bố vợ tắt cho mấy cái không dám đi nữa. Là anh vợ đi ăn trộm xe máy xong lên đây trốn. Xong về chồng báo công an à? Thế anh ấy đi báo công an. Thế là vợ mới bỏ đi. Chồng nó cũng định mảnh rồi xong là biết ông lại ở đâu không, xong là ông nó cũng bảo tôi thì ăn. Thế là nói lên luôn. Đây là anh Thành công an viên của thôn và anh Chúa là trưởng thôn ạ. Thế để nó ra là cũng tan chỉ thế này. Nó rét mấy hôm mà đóng băng ấy. Đây là giường của ba bố con. Thế hôm nọ mùa đông ngủ có rét không cháu? Không rét á? Chắc nha, hôm ngủ phải giòm à, tông hàm à. Hay chắc nha. Đấy, rét có. Em phải hỏi mùa đông ngủ có rét hay không? Gạo có chạy. Cái nhà này trước đây thì nhờ anh rể giúp thôi, có phải thuê đâu. Cái bóng điện này không sáng mấy nhỉ? Cái này không sáng rồi đó. Điện nước mà chưa có điện. À, chưa có điện dưới à? Điện dưới đang chưa có. Vẫn đang kéo. Thằng ai bảo sao điện lưới mà nó tối tối thế, theo không phải. Hay cho hàng nha, mới tao à. Hay nha. Em có câu hỏi hai bạn nhỏ này là có biết nấu cơm hay không? Bạn này bảo là có.
Mới tao hả tao cầu hố? Hả? Ông Mánh? Bạn mình là anh cả. Còn bạn này là em út. Huy là em út. Xin. Nhà tao khu nha. Hả? Khu nha. Em hỏi là ăn kẹo có ngon hay không? Hiểu là có. Hai em là tuy còn rất là nhỏ nhưng mà khi mà bố vắng nhà là cũng biết nấu cơm này, đốt lửa nấu cơm cho bố. Mình tốt lớp 2. Bạn mình là học lớp 2. Huy thì nhỏ hơn Huy, năm nay mới có lớp 1 à. Lớp 1. Này tao giáo mày châu hãng mi bố. Người hỏi là ai dạy em mình nấu cơm thì em mình bảo là bố. Bố cháu dạy cháu nấu cơm. Trên này thì nó cũng cao nhé. Và buổi tối cũng khá là lạnh, hơi hơi lạnh một tí. Đây là cái chuồng gà. Xem mấy bố con có nhiều gà không nào. Có một con gà trống, con gà mái. Con đang đẻ trứng. Thật sự thấy những cái hoàn cảnh như này rất là thương. Thương đặc biệt nhất là các em nhỏ. Nhìn rất là xót xa và đau lòng luôn. Nó sẽ mua giả có sức mà giả chứ. Nó bảo chắc nghĩ là không kiếm được tiền đủ để giả thì không, chắc nó không mua nợ rồi. Mua xe máy nữa á? Nó cũng mua xe cũ của họ, nó đi một thời gian lại hỏng. Vứt. Bây giờ một con xe mới là cũng nhiều tiền phết đấy. Mà bây giờ mình không có cái gì này cũng chẳng có ai dám cho mình nợ, nói thật nhỉ. Ông định không có cái gì định gì giả được, ông chả dám đâu. Định ông. Cái thời buổi bây giờ là như trên mình ý, không có xe máy bất tiện nhỉ. Không đi đâu được, ví dụ nhỉ. Có cái gì mang đi bán thì đi bộ hết nửa ngày. Cần từ đây đi làm, đi mang qua thóc về cũng hơi ngại nhỉ. Cũng đủ mệt đấy. Làm được qua thóc chắc cũng mượn xe của em trở về thôi. Mượn gì mượn được suốt đâu. Đúng rồi. Thì khoảng nhờ anh em trả cho một vài chuyến thôi. Sau này các con đi học ở dưới trường chính ý. Đấy lúc đấy mới vất vả này, bọn trẻ con đi học ý.
không biết đón kiểu gì nếu không có xe. Không có xe chịu. À, khổ lắm. Kia dạ. Kia được không? Chưa. Chắc đúng rồi. Tại vì là đi lấy củi à? Ngày xưa chúng em ấy cũng đi bộ, cũng từng đi bộ đi học à, vất vả lắm, xa lắm. Mình đông trang. À. Chào anh nhá. Này, đi lấy củi. Sao mình mua củi về? Vâng, dạ. Đi làm cái gì về đấy, em? Đi trồng ngô. Cái thổ để ít mang, để ít củi. Đi làm về tối nhỉ? Tối nay về muộn nhất. Hai bạn này nấu cơm cho anh rồi. Không nhất là tí rồi. Để con một mình ở nhà này không sợ hả? Không. Nhà thì không có gì sợ đâu. Ít mang nên tối nay về hơi muộn. Vợ đâu rồi? Vợ chả biết đâu rồi. Bỏ đi lâu rồi. Lâu rồi á? 2 năm rồi. Không về nữa à? Đẹp 30 phút à? Sao mẹ đó ơi? Cái này lục xeo. Anh lở cây lúa chưa? Thiếp Linh nhá. Ok. À. Không làm buổi kia mà như này. Dạ. Mùa này không làm buổi kia mà. Có chứ. À. Kịp đấy à? Cái này anh lở khác làm à? Làm lâu chưa cái nhà này? 1 năm rồi. Làm được 1 năm à? Năm ngoái. Vậy trước anh ở đâu? Đặt trước ở dưới kia. Ừ. Dưới này. À, trước nhà lở này thì ở cái ở dưới tít ở dưới này xong là bị mưa gió cho nên là bị sạt lở cả ly dương xuống cho nên là qua thôn với lại xá xem là không ở được nữa cho nên là có hỗ trợ di chuyển anh lên ở chỗ mới này, anh tự dựng với lại anh rể giúp để dựng lại cái nhà như thế này. Sáng mấy hôm rồi không biết con nào chuột á, sáng mới đi xem đúng không? Sáng đi xem mới đi xem với sáng đi xem xong lại đi làm à sớm đi nhỉ. Mình làm cái nhà này thì mình cũng vay một chút, xong là nhà nước cũng hỗ trợ thêm. Và hoàn cậy thì mình cũng chỉ có làm được thế thôi. Với anh thì chỉ có làm vậy thôi à? Nhưng mà anh cũng được hỗ trợ và anh cũng đi vay thêm à? Đi vay thêm để dựng cái khung sắt này. Anh vay nhiều không? Nhà có trâu bò gì không? Không. Lợn có nuôi không? Có. Nói chung là lợn những cái năm nay dịch tả châu Phi người nó cũng hơi khó. Gà Việt Nam. Gà thì có mấy con. Ngoài con gà ra thì không có gì. Đây có 2 con đây, nó nuôi. Còn có 2 đứa con. Có chứng minh đấy. Cũng công gì à? Lúc đến đây chưa gặp em ấy thì cũng thấy anh trưởng thôn bảo là em đi bẫy chuột mang đi bán à? Vâng. Đúng không? Vâng. Vậy tối nay có ai đi bắt ếch, bắt lươn đi bán không? Không. Mùa này mùa ếch đấy. Chỉ có bẫy chuột thôi anh, chú ý yếu nhỉ? Chủ yếu là bẫy chuột. Cái này chuột rừng thì đặc sản là ngon nhất rồi. Để nhà cho con ăn, tạo mang đi bán. Thì không có tiếp thụ thì mình bẫy để còn được đồng nào hay đồng đấy. Đây làm gì? Mang đi bán. À không, lấy tiền bán để làm gì? Để có thể là mua xăng hoặc giống ngô. À đợt vừa rồi mình cũng đánh 2 con đầy hôi nên cũng mua được 2 gói giống ngô. Có chứ. Anh có ai mua quần áo cho các con không?
kia vẫn còn nên cũng chưa cần mua. À, chưa cần mua. Thế đi bẫy chuột vậy tiền mua hết giống ngô à, có để cho con đi học không đấy? Anh ấy. Tức là con đi học cần tiền thì có phải nộp cho con không? Có mà. À. Là bẫy chuột nói coi như là để sinh hoạt cuộc sống của ba bố con. Vậy lúc anh lên làm cái nhà này thì chị nhà mình đã bỏ đi rồi à? Vâng. À, tội quá nhỉ. À, bố mẹ. Cuộc sống hàng ngày của em thì làm gì? Ngày của em thì nói chung là có thời gian thì đi bấy xong lại đi làm thôi. Đi làm công việc gì? Đi làm công việc làm nương ngô, làm ruộng. Cũng là canh tác trên mình thôi. Mỗi vụ được nhiều không? Năm ngoái thì cũng được. Lúc trước khô hạn đó thì được 12-13. À, được 2 bao. Ừ. Là chưa khô hẳn. Ngô không khô. Lúa. Vậy khô thì chắc được 7-8 bao. Vậy chắc không đủ ăn đến vụ nhỉ. Có đủ ăn không? Chắc năm nay cũng không đủ đâu. Ồ, em nhớ không nhầm là vào năm ngoái à? Năm ngoái hay năm nào anh có xuống nhà em để xin quần áo đúng không? Là anh à? Vâng, đúng rồi. À, ô thế á? Nhớ hôm đấy có anh xuống xin quần áo nhưng mình không nhớ. Thì mình cũng không để ý. Lâu rồi. Lúc đấy là năm... lâu rồi, cũng lâu rồi năm chứ nhỉ? Năm kia rồi. Cuối năm kia. Lúc đấy chắc vẫn ở đây chứ nhỉ? Không, ở dưới kia. À. Có nhớ là lúc đấy là có anh có người xuống để mà xin quần áo cho con mặc thì cũng có ở một ít ở nhà thì cũng đưa cho anh. Nhưng mà không chuyển lên đây ở dưới kia thì khó khăn hơn ở đây nhiều, đường đi lại khó này, vắng. Ở dưới kia ấy à? Ừ, khó khăn à. Ở mỗi mình quả đồi vắng, khó khăn hơn nhiều, đường đi lại khó nữa. À. Về sau mới tìm chỗ chuyển cho em nó lên đây ở gần đường, sau này đi lại nó thuận tiện hơn. Không thì vẫn ở dưới kia vất vả lắm. Bây giờ cái nền cũ kia đang chuyển màu. Cũng là may là được nhà nước hỗ trợ thêm gì lên trên này đấy nhà, không dưới kia quá vất vả luôn. Còn không có điện đấy, không dưới kia được chắc khổ hơn. Cái ngõ này mới chuyển lên đây bị thủng nhiều lỗ thế này, có mưa to có rổ xô không? Bên này mình gắn keo silicon rồi. À. Còn bên này bếp này? Bên này thì rột ác lắm. À, cái bếp này rột ác á. Cái trời mưa là nấu cơm chắc không được đâu nhỉ? Vẫn được nhưng mà chỉ khó nấu thôi. À. Chị ngon nấu thôi. Ngon nấu trời mưa. Hôm nay thì con Cói là tiếp tục là trích tiền của Quý Mạnh Thường Quân hôm trước là có gửi tiền cho em Cói và kèm lời nhắn là gửi Cói ủng hộ đồng bào vùng cao. Hôm nay thì em Cói tiếp tục là dùng số tiền này để mà mua quà cho ba bố con anh Lở ạ. Đây cũng là một cái trường hợp mùa đơn thân. Nghe mà thực sự rất là xót xa và rất là khổ và nói chung là không còn cái gì khó khăn hơn được luôn. Đây, anh Lở ơi, hôm nay em đến thì có quà cho anh. Đây là có bánh kẹo này, này là mì tôm cho mấy bố con này, trong này là có chân cá khô này, nước mắm, mì xíu, dầu ăn này, đây, cho mấy bố con ăn nhé. Muối nữa. Đây là tiền của một Mạnh Thường Quân giấu tên là có gửi cho em vào quỹ ấy, để và khi nào em đến thăm những cái hoàn cảnh khó khăn thì em sẽ trích số tiền đấy để vào mua quà đến thăm. Cái này đến thăm anh thì em thu anh cái này cho bố con anh. Anh có muốn nói lời cảm ơn không ạ? Có ạ. Dạ thì em cũng rất cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã quan tâm đến gia đình ba bố con em. Thay mặt cho anh Lở anh có xin cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân giấu tên anh tao nên những con đi nhìn đi buổi đứng như ạ. Bày
Nhà mình giao dành vua cháu lấy nhận toàn á. Tôi có tắm không? À, tao nhà hàng bớ. Nhưng mà là ăn ít kẹo thôi, tí còn ăn cơm. Tí còn ăn cơm nhá. Để mai ăn tiếp. Hôm nay anh Lở đi làm nương là có lấy thêm cả măng nữa này. Trên vùng cao bây giờ đang là cái mùa măng đắng. Măng đắng này thì mình luộc lên, sau đó thì mình làm như kiểu măng dối thì ăn cũng ngon lắm. Măng khô ấy ạ. Vâng, đúng rồi. Tối nay ăn măng thôi anh Lở. Chắc ăn măng thôi. Tí nấu thêm cá khô, nay có cá khô nữa à? Đúng rồi. Hôm nay không có cá khô thì chắc ba bố con ăn măng thôi nhỉ? Vâng. Các con đi học thì một tuần à? Mình phải nộp tiền ăn này hay như nào anh? Một giáo thì một tuần năm 300 cạn. À, một còn tuần năm 300 cạn. Dạ, lớp 1 thì mang cơm từ nhà đi. Mang cơm từ nhà đi. À, lớp 1 thì mang cơm từ nhà đi à? Học ở gần đây à? Học ở gần đây. Thế không phải nộp tiền gì à? Phải chứ. Được. Hồ mèo mình thì họ cũng chỉ giảm được phần nào đó thôi. Dạ nghe. Còn lại thì mình cũng phải nộp. Mà... Dạ lộp. Vợ không về nữa à? Vợ không về nữa. Mà anh có đi gọi không? Anh có gọi vợ về không? Có, nhưng mà gọi nó không về. Gọi nhiều rồi nhưng mà nó không về. Đi đào vào đấy. Đúng. Mùa đông kia chết rồi. Không chết nhỉ? Chăm thì lại không có chăm luôn. Ta không mua bạt để về về nhà cho kín. Không có tiền nữa. Không có tiền nữa. Thế mà anh Lở còn đi bẫy được con chuột rừng mang đi chợ bán. Thì có tiền mua giống ngô, còn ít tiền để mà mua phân với lại sinh hoạt trong gia đình. Thế là với lại nộp tiền ăn, nộp gạo cho con đi học. Thì cũng lấy đâu ra, bởi vì một mình là quá vất vả rồi.
cái xem lúc hơn nhé. Ừ. Ừ, xem là lâu hẳn con người đẹp dần cũng là cứ xả khâu lên. Cằn trống hình ra nó. Bùm 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 kệ tên đam thờ nhiều. Thành ra không hiểu anh L đang nói gì đâu đúng không? Không, anh L lắm lúc là cũng thấy khổ thật, cũng thấy vất vả. Đi lấy củi các thứ nhiều lúc là cũng chẳng có củi đun ý, vì một mình là làm không kịp việc ý. Nhà nông mà nhiều việc mà không kịp sao mà lấy củi thì cũng chỉ có là vác, vác lại điệu về, nhưng nó cũng không được nhiều. Nhưng người ta là có xe máy chở ấy, có xe máy chở thì mình được nhiều. Mình nhà lông sợ không có việc thôi. Nhưng bây giờ là hay là phải đầu tiên phải có cái xe máy đi, đi lại đâu thì nó thuận tiện hơn. Vâng đúng rồi. Thôi động má. Và cả xe máy cũng chưa có mà. Lần trước có mà chỉ một thời gian hỏng à, bị bộ máy nên đây phải bỏ bỏ cái xe này đi à, nó bị hỏng sao không có, không có tiền sửa bộ máy á, thế thôi đi bộ cho nhanh à, đi đi cho hiểu xem họ bảo là sửa mất nhiều tiền lắm. Thì bán cho Hiệu mua mua một con mới đi, không có tiền để mua. Mình mua là ở lúc nào mình có mình trả, nhưng lại không muốn nợ, nhưng mà khi chắc người ta đã nợ cho mình. Bây giờ thì anh L sẽ nấu cá, cá của các bác tặng. Lúc đấy năm ngoái em 30 Tết ấy, thì nghe tin là vợ về trên nhà rồi thì em bảo là thế mình đi hỏi thử xem có về không, thì mình cũng nghĩ là nó cũng đi được một thời gian rồi thì có thể mình gọi chắc nó sẽ về, sau mình gọi cả anh dậy mình đi đi gọi. Đi đến đấy thì có gì thì mấy người bỏ qua đi. Sau đó, mình sang đấy gọi vợ, vợ không về bị bố nó tắt cho. Chứ gì mất nữa. Nhà hết sạch. Hết sạch à? Nhịn mấy hôm? 3 hôm. Nhịn 3 hôm. Thế mà sắp lòi ra. Sắp lòi ra. Mình mà đang đi làm này, mình mà không ăn mỡ, không có mỡ đi làm thấy kiểu gì ấy. Tại vì bình thường là mình ăn rau xanh không thôi là ra không có chất gì rồi, có mỗi mỡ xào rau còn ngon nhỉ. Thì hoàng là đấy. Ủa, giống như bộ hàng. Cẩn thận. Cẩn thận.
mình là hơi thế nè. Ô, cứ nhặt á, anh cứ ăn đi ạ. À. Cả nhà cứ ăn đi. Cứ kể chúng em ha. Mấy bố con cứ ăn cơm đi. Cứ tự nhiên. Chúng em không có đói. Ờ, nhặt à, cứ ăn đi ạ. À. Không ăn đâu, em ăn từ nhà rồi. Không lấy đâu. À, cái bé này. Từ nay là có món ngon rồi nhỉ. Đây có cá khô ăn. Hai bạn này ăn kẹo rồi, tức là không ăn được cơm nữa. Ăn chứ. Phải ăn cơm. Cá này lở lấy cái phần giữa phần đầu này có xương ấy nở. Em ấy ăn cơm đi. Ô, cứ nhận rồi, cứ ăn đi ạ. Ăn đi, ba bố ăn đi. Anh chị cứ ăn cùng đi. Thôi, chúng em ăn ở nhà rồi. Không ăn nữa, chúng em ăn rồi. Em buông cả. Cá là em phải xé cho con. Đứa bé này nó không cắn được. Mẹ phải thế này. Mình ăn là không chết nhỉ. Ăn càng dài vậy. Ôi mẹ quá, tâm không vào. Đi làm xa không? Không xa được. Sao vừa đây lại nấu măng sao không nấu canh đi? Sao này uống nước sôi này? Nấu canh cả. À, tại vì phần ngọn nhỉ. Cái món này chỉ có nấu như này thôi anh ạ. À. Nấu này mới ngon. Thế mọi người cũng hay có cái thói quen nhỉ, là hay ăn cơm lại uống nước như này. Cũng tùy khẩu vị của từng nhà. Thế chắc bây giờ cũng xin phép ba bố con này đi về. Thôi như vua Duấn rồi. Chúng em đi về đây. Đi.
hay trả đèn cho anh. Xin chào nhá, đi về nhá. Đi về đây. Vâng. Chào cô chú đi. Huy. Bỏ xuống. Đây nào. Minh à. Quay ra chào cô chú đi. Chào cô nữa. Rồi thôi, bạn này còn nhỏ thôi. Các bạn rất là ngoan luôn. Thôi chúng em đi về đây. Này rất là cảm ơn anh Chúa trưởng thôn là rất là nhiệt tình dẫn chúng em lên đấy ạ. Giờ trời cũng tối mịt rồi. Thì em có cũng kết thúc video này thôi. Ngày hôm nay thì mọi cái chi tiêu em có sẽ để lên trên màn hình ạ. Mua những gì và giá cả như thế nào và số tiền còn bao nhiêu, có sẽ để trên màn hình cô bác ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Linh.